Lan Dương Thu Thảo xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay là phiên chiều tối ngày 25 tháng 6. Em xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là bình yên, thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc ạ. Bây giờ đang là 7 giờ rồi và trời trên chỗ em thì miền núi nên là nó tối nhanh hơn là so với khu vực đồng bằng ạ. Nên là em quay hơi tối một chút thì mong cả nhà thông cảm cho em nhé. Đầu tiên thì em là Chu Thảo, em chuyên các loại lan rừng ở trên Cao Bằng ạ. Với số điện thoại của em, cả nhà có thể kết bạn Zalo với em theo số điện thoại là 0965 495 087 ạ, hoặc là kết bạn Facebook của em tên là Chu Thảo để em xem live stream mỗi ngày trực tiếp những cái mặt hàng lan luôn ạ. Đó thì đầu tiên em đang quay đây ạ, hơi tối một chút, đây chính là hạc vĩ bên nhà em đang giải ra, bởi vì thời tiết này rất là nóng, giải ra để đảm bảo cho khách hàng nhận được những cái hàng đẹp và tươi ạ. Hạc vĩ nhà em bán là 300.000 một cân hạc vĩ nhé cả nhà nhé. Hạc vĩ thì hoa của nó là màu tím trắng, cả nhà chưa biết đến cái mặt hoa của nó thì vui lòng là AD Zalo hoặc là inbox cho em để em gửi xem mặt hoa nhé. Và tiếp theo em quay đây ạ, đây chính là ngọc thạch ba màu đấy ạ. Cô chú anh chị vui lòng đặt hàng thì nhắn tin thì sẽ được nhanh nhất ạ, bởi vì là có cuộc gọi chèn hoặc là đôi lúc là khi bị cuộc gọi chèn ấy thì bên em không kiểm soát được thì sẽ bị thiếu mất đơn hàng đấy ạ. Thì cô chú anh chị cứ nhắn tin cho em theo số điện thoại là 0965 495 087 ạ, hoặc là đặt hàng trên Zalo cũng được cô chú anh chị nhé. Đây chính là ngọc thạch ba màu ạ, và ngày mai thì em sẽ về thêm những cái mặt hàng mới nữa này, và em sẽ quay lên thôi ạ. Hàng vừa mới về rất là tươi, tuy nhiên rằng là vì trên em là miền núi nên là trời nó hơi tối ấy, so với là khu vực ở bên dưới đồng bằng ạ. Đó thì ngọc thạch hàng rất là tươi vừa mới về nên nhà em giải ra để cho hàng đảm bảo ạ. Đó, 200.000 một cân thôi ạ. Và tiếp theo đây chính là dáng hương đuôi chồn đấy ạ. Dáng hương đuôi chồn thì nhà em bán với giá là 250.000 một cân ạ. Cô chú anh chị nào muốn sưu tầm cái loại chồn này thì sai hoa rất là nhiều ạ. Từ 2 đến 3 cặp lá nó đã cho chúng ta tầm 1 đến 2 vòi hoa rồi ạ. 4 đến 5 cặp lá thì nó sẽ cho chúng ta 3 đến 4 vòi hoa luôn nhá. Hoặc cây này cực kỳ sai hoa luôn ạ. Hoa của nó cũng rất là đẹp luôn. Màu tím trắng rất xinh. Em cũng up mặt hoa lên trên Facebook rồi đấy ạ. Và tiếp theo bên trong này đây ạ. Bên trong này đây chính là kiều vàng đấy ạ, một cái loài hoa màu vàng rũ xuống từng chùm rất là xinh ạ. Đó, nhà em bán với giá là 200.000 một cân thôi ạ. Tiếp theo môi tua đấy ạ, hàng thì rất là tươi nhưng mà nó thiếu ánh sáng nên là nó bị tối một chút. Thì nhà em bán với giá là 200.000 một cân môi tua nhé. Trong này chính là kim điệp xuân đấy ạ. Kim điệp xuân nhà em cũng bán là 200.000 một cân. Ngoài ra ở bên trong kia thì còn có u lồi là 450.000 một cân này. Hạc vĩ là 250.000 một cân này. Phi điệp vàng là 150.000 một cân ạ. Và đây chính là dáng hương tam bảo sắc ạ. Lá xếp V nhé cả nhà nhé. Nhà em bán là 300.000 một cân thôi ạ. Cô chú anh chị nào chưa có cái dòng hoa này thì sưu tầm cho mình đi ạ. Hoa rất là thơm ạ và cũng sai hoa rất là nhiều. Và khi mà chúng ta trồng ấy thì thân của nó mà dài có thể tối đa là từ tầm 80cm các ạ. Và nó rũ xuống và cái lá của nó sẽ rũ xuống theo cái từng khi mà nó nở hoa ấy, chùm hoa mà nó rũ xuống như thế nào thì lá nó sẽ rũ xuống như vậy ạ. Tiếp theo Văn Đa Hương Chanh thì Văn Đa Hương Chanh nhà em cũng bán theo bó đấy ạ. Ngày mai thì em quay nét hơn, tuy nhiên rằng là hôm nay em chào hàng trước để cho cô chú anh chị nào ban ngày mà không có thời gian xem video thì có thể xem video của ngày hôm nay ạ. Đó, nhà em bán là 99.000 một bó nhá. Và đây chính là kiều tua đấy ạ. Kiều tua nhà em bán với giá là 300.000 một cân kiều tua nhé cả nhà nhé. 300.000 thôi ạ. Và đây chính là kiều vàng đấy ạ. Em xin lỗi cả nhà nhé, đây là kiều vuông ạ. Kiều vuông nhà em bán với giá là 300.000 một cân kiều vuông ạ. Kiều vuông thì hoa của nó màu trắng họng vàng rất là xinh này. Từng chùm này. Và tiếp theo đây chính là vẩy rồng đấy ạ. Em quay cho cả nhà xem là vẩy rồng hàng rất là tươi đúng không nào. Hàng đây ạ. Và đây chính là hoàng thảo kim thoa đấy ạ. Hoàng thảo kim thoa, một loài hoa rất là giống với thân đùi gà đúng không ạ. Nhà em bán là 200.000 một cân này. Và tiếp theo đây ạ, đây chính là đùi gà tròn, hàng rất tươi đấy ạ. Đùi gà tròn nhà em bán là 250.000 một cân ạ. Đó,
Và bên trong này là u lồi đấy ạ. U lồi hàng rất là tươi này. Đây ạ, u lồi đấy ạ. Và hoa mà nở ấy thì nó sẽ nở và ra những cái đốt như này này. Những cái đốt này nó sẽ rất là xinh. Và u lồi này rất là hiếm, mà hôm nay nhà em chỉ có tầm 8 cân dành cho 8 cô chú anh chị thôi ạ. Và đây là kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân nhà em 200.000 một cân kim điệp xuân nhá. Hoa thì cũng màu vàng rất là xinh ạ. Việt Nam mình thì rất là ưa màu vàng đúng không ạ? Quan niệm của Việt Nam chúng ta là khi mà chúng ta màu vàng đem lại cho chúng ta sự thịnh vượng, niềm may mắn và sự sum vầy cho gia đình ạ. Còn đây là chồn, em cũng vừa mới quay ra rồi. Đó, chồn này rất tươi mới vừa mới về luôn ạ. Còn ngoài này là hạc vĩ bắc này, em cũng đã quay rồi. Và bây giờ em sẽ điểm qua cho cô chú anh chị tất cả những cái mặt hàng em có nhá. Đầu tiên đó chính là hạc vĩ bắc 300.000 một cân này, ngọc thạch ba màu 200.000 một cân, ý ngọc 250.000 một cân, vẩy rồng 170.000 một cân, hoàng thảo đùi gà tròn 250.000 một cân, kiều vuông là 300.000 một cân, kiều vàng là 200.000 một cân này, chồn 250.000 một cân, kim điệp xuân 200.000 một cân, kiều tua là 300.000 một cân, tam bảo sắc là 300.000, dạ, văn đa hương chanh là 100.000 một bó, môi tua là 200.000 một cân, hoàng thảo kim thoa 200.000 một cân, phi điệp vàng 150.000 một cân ạ. Và trên đây là những cái mặt hàng của gia đình em. U lồi nữa này, u lồi là 450.000 nữa nhá. Cô chú anh chị nào yêu thích loài hoa lan này thì có thể là tất cả những cái loài hoa lan này mà chưa biết những cái mặt hoa ấy thì inbox trực tiếp vào Facebook tên là Chu Thảo hoặc là Zalo theo số điện thoại là 0965495087 nhá. Cô chú anh chị khi mà mua hàng thì nhắn tin cho được nhanh luôn ạ. Đó, và đây hôm nay là ngày 25 nhá. Em xin chúc một lần nữa cả nhà mình có một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.